Dạ, cửa hàng nuôi Cơ huy hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 sạt bút so huyện tiêu đức tỉnh lâm đồng số điện thoại không vâng thì hôm nay thì cửa hàng chúng em mới về được ba cây cưa xích giá rẻ các bác nhá đó dạo này gần đây thì có nhu cầu các bác sử dụng mấy cái dòng cưa mà uh, kinh phí thấp đó nhiều các bác rất hỏi nhưng mà em cũng không có hàng hôm nay thì em đây em mới về được ba cây cưa nhá hàng cũng cực kỳ đẹp luôn tuyển chất lượng luôn các bác nhá đó, hôm nay thì em có 3 cây đánh dấu ký hiệu là K, K1, K2, K3 và có đề giá công khai hết ở đây rồi các bác nhé. Đó, đề giá công khai hết rồi. Đó, nên là các bác nào xem video của em ưng ý con nào thì các bác chỉ cần nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp của em. Đó, ví dụ là các bác chốt con này chẳng hạn thì các bác chỉ cần bảo là chốt cho anh con K1 chẳng hạn. Đó, là con này em bán với giá là 2 triệu các bác nhé. Đó, 2 triệu đã bao gồm phí ship rồi các bác nhé. Đó. Uh, và giá này lại của em là đã bao gồm phí ship rồi các bác nhá và được tặng kèm phụ kiện bộ phụ kiện của bên em gồm 3 món là một tip mở buji một chiếc rũa và một tô vít trình đó con này một triệu chín k 2 con này cũng một triệu chín đó k 3 đó để em sẽ à, tí nữa thì em sẽ nói sao tại sao là giá thì nó lại sẽ khác nhau các bác nhá mà đều là dòng hệ của Makita đó, máy móc thì giống y xì nhau thôi đó, nên là em sẽ nói trong video ngày hôm nay đó, tất cả ba con này cực kỳ giống nhau các bác nhá. Hệ Makita Cưa gia đình cho các bác về sử dụng. Các bác là sử dụng kinh phí thấp thì có thể lựa chọn mấy em này. Mấy con này thì phụ tùng thay thế cũng như là linh kiện của nó sửa chữa cũng rất là nhiều các bác nhá. Nên là các bác không cần phải lăn tăn là linh kiện nó sẽ khó thay thế. Dòng Nhật bãi của bên em thì chuyên bán những dòng mà đời cao thôi. Đời mà những máy móc sửa chữa thì cũng cũng nhiều. Nên là bên em mới bán chứ không bán mấy cái dòng máy cổ các bác nhá máy cổ thì giá nó sẽ rẻ nhưng mà đến đến linh kiện sửa chữa thì sẽ không có đâu các bác ạ đó nên là các bác nếu mà các bác được thì các bác nên chọn những dòng sản phẩm mà đời cao cao một xíu thì các bác sử dụng thì nó sẽ là hoàn hảo nhất các bác nhá đôi khi đến nữa hỏng hóc sửa chữa cũng rất là dễ dàng các bác không phải lan tan đồ sửa chữa đó vâng và bây giờ con cam một đầu tiên là tại sao lại bán giá 2 triệu các bác nhá là vì con này là đẹp nhất trong ba con đó, này tích hợp luôn cả núm bơm xăng phụ ở đây nữa. Cực kỳ tiện lợi cũng như là dễ dàng lên xăng các bác nhá. Máy móc thì không phải chê gì rồi, hàng đảm bảo có bác ngon lành. Xích này trông như mới các bác nhá. Xích trông như mới luôn. Đó. Xích trông như mới đẹp luôn các bác nhá. Giá 2 triệu đồng cho các bác nào ưng ý chốt con K1. Đó, giá này thì em đã bao gồm phí ship hết rồi các bác nhá. Hai ốc làm máy móc cực kỳ đẹp các bác nhá. Bô này nhìn sáng kẽ nguyên. 2 triệu đồng cực kỳ đẹp nha các bác nhá. Mấy con này thì công suất của nó là 33 cc tất cả bác nhá. Các bác nào sử dụng đó, làm của nó thì nó bị vát, nó chỉ vát một đầu thôi. Bổ xẻ cũng như là cắt thì cực kỳ tiện luôn đó. Các bác nhìn qua cây làm ạ. Đó, còn sợi xích thì các bác nhìn như mới nhá. Theo đánh giá thì nó rơi vào tầm còn 90% nữa. Cực kỳ đẹp. Đó, nên là giá của con này trong lô là con này cao nhất. Còn con thứ hai còn thứ hai là một con cũng Makita nhưng con này là bơm xăng tự động các bác nhá. Không có không con núm bơm xăng ở đây. Bơm xăng tự động giá 1 triệu 9. Đó, còn sợi xích thì con này thì nó cũng đã cùn rất là nhiều rồi thì nếu mà các bác chốt con K2 này thì em sẽ tặng cho các bác một sợi xích mới luôn nhá. Sợi xích mới đi kèm cho con K2 này. Đó, một sợi xích mới của nó thì gần uh, hơn 200 000 gần 300 000 các bác nhá. Đó, nên là tính ra con này thì chỉ khoảng còn 1 triệu 7 nữa thôi Đấy, 1 triệu 9 Cho con K2 và được tặng kèm thêm một sợi xích mới Các bác nào chốt con K2 thì liên hệ qua cho em Đó, và cuối cùng là con K3 Con K3 thì cũng là núm bơm sang phụ Đó, xích đẹp Xích nhá, chồng các bác nhìn ạ Đẹp nguyên nhá Đó, nhưng mà con này thì hình thức thì uh, Không đẹp bằng con K1 một tí hơi xấu một tí thôi nhưng là nên là em để cho các bác là một triệu chín còn máy móc thì vẫn là nguyên zin ngon lành từ a tới z nhé chỉ có mỗi phần này thì nó hơi bị chóc sơn một tí xíu này đó này chắc là do vận chuyển cũng như là do chủ cũ người ta xài ấy. có va chạm thì nó hơi bị sóc sơn một tí xíu thôi nên là em bớt cho các bác một trăm ngàn là một triệu chín các bác nói chút con k ba thì liên hệ qua cho em còn tổng thể con này thì vẫn còn đẹp xuất sắc luôn các bác nhé đó Đấy, đây là tổng thể là ba con. Các bác nào ưng ý thì liên hệ qua em và giá ở tất cả trên này của em là đã bao gồm phí ship hết rồi các bác nhá. Đã bao gồm phí ship hết rồi nên là các bác không cần phải thanh thêm thanh toán tiền ship gì cả. Các bác ở đâu thì cứ chỉ cần để lại cho em số điện thoại, địa chỉ cũng như là uh, tên thì em sẽ ship cốt toàn quốc cho các bác. Từ Nam ra tới Bắc em ship được hết các bác nhá. Đó, K1, K2, K3. Đó. <laughs> hàng cực kỳ tiện lợi lam của nó là tất cả ba con này lam của nó là đều là bún tắc hết nhá đó lam của nó đều là bún tắc hết đó lam bánh xe nhưng mà lam con này thì, thì theo em đánh giá thì mấy cái dòng lam xích này thì còn sử dụng ngon lành nguyên nhá có con k 2 này thôi k 2 thì em sẽ tặng cho các bác một sợi xích mới đi kèm rồi nên là các bác không phải lăn tăn đó, các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em nhiều các bác dạo gần đây rất hay hỏi em về dòng cưa giá rẻ Thì hôm nay thì em nhập về mấy con cưa giá rẻ này để cho các bác về tham khảo các bác nhé Các bác nào ưng ý con nào thì liên hệ trực tiếp của em để đặt hàng còn máy móc thì ba con tất cả ở đây là em bao cho các bác là nguyên zin từ A tới Z Chưa bung chạm máy móc gì cả Hàng chưa bung tháo một tí gì các bác nhé Đó em về chỉ cũng chỉ rửa chế cho nó sạch sẽ lại Cũng như là rửa lại nước sơ qua để dọn đồ cho nó sạch sẽ để cho các bác uh, sử dụng có thể hoàn hảo nhất thôi Còn tất cả linh kiện phụ tùng của nó Thì nguyên zin từ ATZ Đó Nên là các bác hoàn toàn yên tâm với bên em nhé Đó vâng và bây giờ thì em sẽ qua phần test nổ Thì em sẽ test nổ từng cây một Cho các bác nghe qua tiếng máy sẽ như thế nào nhé Được thì các bác liên hệ qua cho em để đặt hàng Đó số điện thoại thì em đã để trên màn hình rồi Dạ vâng còn đầu tiên nhé các bác nhé K1 Các bác nhìn qua Chữ toàn là chữ nhật cả thôi dây giật này trông như mới các bác nhá đó dây giật này. nói chung là em nghĩ là con này chắc là chủ cũ người ta quên không sử dụng đó sưu tầm cũng quá là ok luôn các bác nhá mét in ra này đó máy móc cực kỳ đẹp <laughs> sắc sắc nét luôn mặt tiền quá là xuất sắc luôn các bác nhé đó 2 triệu đồng cho một em k 1 các bác nào ưng ý thì liên hệ qua xem dạ vâng. tiếp theo là con k 2 các bác nhé đó cũng hệ Makita giá 1 triệu chí tình trạng máy móc thì cũng xuất sắc luôn các bác nhé bồ các bác nhìn quả mới kém kẹo rồi này ừ và con này thì sợi xích nó hơi cũ rồi nên là các bác khi các bác đặt con K2, chốt con K2 thì em sẽ tặng kèm cho các bác luôn sợi xích mới nhá. Đó, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. giá 1 triệu 9 đã bao gồm phí ship rồi các bác nhé Các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em Dạ vâng Cuối cùng là con K3 này Cũng là hệ Makita Máy móc tình trạng thì cũng nguyên zin từ A tới Z. Đó Bồ viết thì cũng còn sáng nguyên nhá Có một cái phần vỏ này thì nó hơi bị chóc sơn một tí xíu thôi Về các bác nào mà không quan trọng về bên ngoài mấy Thì lựa chọn một con này thì kinh phí nó sẽ giảm được tí xíu các bác nhé Còn sợi xích thì nguyên bản nguyên zin này Cũng to bản nguyên rồi 1 ,9 triệu 9 Các bác nào ưng ý thì liên hệ qua xe Đã bao gồm phí ship hết rồi các bác nhé Mặt tiền của nó cũng là quá là ok này. Chưa chóc sơn thì làm sao cả Cực kỳ đẹp nhé Có mỗi cái phần ốp lam của nó thì hơi bị chóc sơn một tí xíu thôi Các bác nào không quan trọng thì có thể lựa chọn em này Quá là ok các bác nhá Đó Rồi. tất cả ba con em cũng vừa test nổ cũng là cho các bác xem qua tiếng động cơ của em nó rồi các bác nào ưng ý con này hoặc là con một trong ba con các bác nào ưng ý con nào thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp của em để đặt hàng các bác nhé rồi em chào các bác hẹn các bác sau